ăn thôi. Ăn. Lấy nửa trái bơ đó cho em ơi. Lấy nửa trái bơ đó ơi. Không thì trái bơ đó. Cherry về nha mọi người. Đây. Cherry tươi đó luôn nha. Cuốn xanh tươi luôn này mọi người. Cherry Kingo. Bao ngon. Giòn rụm ngọt. Vị đậm ngọt liệm nha. Ngọt, vị đậm lắm. Ngon lắm nha mọi người. Ngon. Nhìn cái màu là biết nó ngon cỡ nào. Cuốn tươi rói luôn. Sáng giờ quằn cái sầu riêng hoài mà chưa có thời gian ăn sáng luôn. Cherry giòn ghê. Giòn rụm mọng nước. Vị đậm. Ngon á. Trà là nè. Trà là đỏ, trà là vàng nè mọi người. Trà là đỏ thì nó sẽ ngọt đậm nha. Chín tay luôn nè. Nó chín này nó dẻo ngon lắm nha. Chứ không phải hư nha. Khách không biết ăn nào giờ chưa ăn là tưởng đâu hư. Nhưng mà thật sự đây là trà là chín dẻo nè. Ngon. Mới cắn vô á nó sẽ có vị chát giòn rụm luôn. Bên chín thì nó sẽ dẻo. Ngon lắm. Trà là vàng. Ngon quá. Cái nào cũng ngon hết nha. Ngon. Bơ nè. Bơ em cắt ra hồi sáng nè. Không có thời gian ăn để đây. Bơ ngon lắm, bơ còn có mấy ký à. Cách ăn thì nhắn em nha. Bơ vàng béo dẻo ngon lắm nha. Bơ sạch nhà em nha. Để cái muỗng này mà chưa ăn được nữa. Ngon lắm mọi người. Dẻo. Sầu riêng hộp nè. Hộp mà vỏ mỏng như sầu riêng Thái luôn ha. Đó. Em còn ít sầu riêng hộp à. Đó. Còn có ít sầu riêng hộp mà mọi người ăn thì nhắn em nha. Cơm bao ngon á. Ngọt, béo đậm. Có cơm sữa, có cơm cherry thì lên đơn tiếp cho em nha. Cherry ngon á. Đậm đà luôn nha. Bữa nay em còn cherry. Cái gì đó. Trà là về mà khách lấy hết rồi. Còn nhiêu đó để tí mi ship cho khách nữa. Rồi bơ. Bơ em còn ít nè. Bơ ngon cực kỳ luôn. Hột nhỏ xíu. Cơm vàng ươm. Sầu riêng hột em còn ít luôn nha. Rồi. Ăn thì nhắn cho em. Trà là ngon lắm mọi người. Trà là hai vị, vị nào cũng ngon hết. Đỏ thường thường nó sẽ mắc hơn với vàng á. Đỏ hàng em nhập thì mắc hơn vàng. Ngon á. Trà là ăn rất là tốt cho sức khỏe luôn. Trà là đây bắt đầu vào mùa nha. Chín tay luôn. Chín tay rồi. Mấy trái vậy ăn rất là dẻo à. Cherry. Bơ 3 kg 80. Bán lẻ là 1 kg 30. Sầu riêng hộp 3 kg 160 nha mọi người. Sầu riêng hộp cũng tháng mình bán một bạ mình bán hết rồi nè. Còn ít đó nó lại khui. Vỡ mẫm rồi. Rồi. Ok. Khách ăn thì nhắn em xíu luôn nha. Cho đi ngon lắm nè. Giòn. Ngọt, vị đậm. Ok.
trà là. Như vậy là nó chín nha mọi người, nó chín cay nó dẻo nha. Trà là này nó chín dẻo chứ không có bị hư gì đâu nha. Khách không biết ăn là tưởng hư. Cái dẻo vậy ngon. Bắp em thì bán ở chợ Bến Sóc em. Ấp chợ Bến Sóc, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương nha. Cherry giá bao ngon, bao rẻ. Rồi, bye bye mọi người nha. Em đi nha. Em ăn đã. Khách ăn cái gì nhắn em. Còn ít sầu riêng hột nè. 3 kg 160k. Vỏ mỏng, thơm, ngọt, béo, đậm. Còn ít vậy đó. À, chị ngay ở chợ Bến Sóc luôn á em ạ. À, bắt em ạ. À. Bơ ngon lắm á mọi người. Đó, bơ vàng ươm mà hột nhỏ xíu à. Cái này em múc rồi nha, cái hột nhỏ xíu nè. Thơm dày lắm. Hồi sáng em có quay cho mọi người coi đó, cái này em cắt hồi sớm giờ. Chưa ăn được nữa. Mọi người ăn nhắn em nha. Cherry thì chỉ có 325k một ký nè. Nhìn cái màu cherry là mọi người thấy á. Mọi người thấy là nó ngọt cỡ nào ha. Cái màu cherry rất là nhìn là biết ngon. Giòn như ổi. Vị ngon. Vị đậm. Trà là thì khỏi chê à. Trà là ngon. Trà là đỏ này á. Nó ngọt quá này, nó nứt luôn rồi. Nó ngọt quá, nó nứt, nó rán rồi, nó chín cay luôn nè. Trà là vàng nó cũng ngon nha, nhưng mà trà là vàng á nó sẽ chát hơn so với trà là đỏ ngọt hơn. Nhưng mà cái nào cũng ngon hết. Rồi. Khách ăn thì nhắn em ha. Sầu riêng hột em còn ít à. Sầu riêng hột khách ăn đi rồi em về thêm nha. Sầu riêng hột ngon lắm nha. Đấy, con cái sầu riêng à. Ok. Rồi, ok khách nha. Em nghỉ trưa tí nha. Cảm ơn khách ủng hộ em nha. Chà là đây 270 một ký nha. Cái này là chín cây nè nha chị. Chín cây. Ngon, dẻo. Cái nó chín như vậy là nó dẻo nè. Rất là ngon, ngọt, giòn luôn. Cherry. Cherry thì 325k một ký. Đây. Giòn như ổi ngọt. Nhìn vị là biết, nhìn là biết. Nhìn cái màu biết cherry ngon cỡ nào. Bơ 3 kg 80k. Bơ nhà em nha. Bơ vàng ươm luôn, cái này lấy muỗng xúc chứ cái hột nó nhỏ lắm. Sáng giờ bận quá. Tại vì chưa ăn gì luôn á, mới ăn được có miếng bơ đó mọi người. Bơ ngon lắm, bơ chắc 3 trái là hơn 1 kg á, 3 trái là 1.2 kg á. Sầu riêng hột mà cơm ngon lắm, vỏ mỏng nè, vỏ mỏng y như sầu riêng ri với sầu riêng Thái luôn nè. Đó. Rồi. Chào mọi người nha. Bye bye mọi người nha. Ở nhà ăn cháo rồi đi con.